xin trân trọng kính mời đạo diễn. Chiều ngày 21 tháng 8, Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 chính thức công bố vương miện và hoa đăng quang dành cho các hoa Á hậu kế nhiệm. Thảm đỏ của họp báo chào đón dàn hoa Á hậu đình đám như Hoa hậu Nguyễn Túc Thùy Tiên, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Á hậu Quỳnh Châu, Á hậu Tuyết Như, Á hậu Minh Thư, Á hậu Mai Ngô, Á hậu Phương Nhi, Á hậu Minh Kiên. Cuộc thi thiết kế vương miện Miss Grand Việt Nam 2023 là sân chơi dành cho các bạn trẻ có tiềm năng đam mê thiết kế. Sau bao ngày chờ đợi, bộ sưu tập vương miện xuất sắc nhất mang tên Wing of The Grand, Đôi Cánh Hoà Bình đã chính thức lộ diện. Bộ sưu tập do tác giả Nguyễn Hoàng Khang thiết kế lấy cảm hứng từ những biểu tượng ý nghĩa như chim bồ câu, hoa sen, cây lúa. Ngoài ra, tân hoa hậu cũng sẽ được trao tặng bó hoa đăng quang mang tên Vườn Sắc Tinh Hoa. Bó hoa dành cho tân Miss Grand Việt Nam 2023 là một tác phẩm đặc biệt với ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam từ xa xưa đến nay, luôn cần cù, chịu khó, sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách bằng ý chí kiên cường. Vườn Sắc Tinh Hoa là bó hoa được thể hiện theo phong cách bó hoa cascade nhánh dài mềm mại và uyển chuyển, thể hiện khát khao vươn lên mạnh mẽ. Chúc mừng nhà thiết kế Nguyễn Phúc Thịnh và xin được xin trân trọng kính mời Á hậu Tuyết Như và Á hậu Mai Ngô sẽ tiến về phía sân khấu để trao cúp và phần thưởng cho nhà thiết kế Trần Quốc Thuận. Giải ba của phần thi thiết kế vương miện sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10.000 đồng tiền mặt, quà tặng từ các nhà tài trợ và kỷ niệm chương bằng chứng nhận từ ban tổ chức. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Giải thưởng dành cho giải nhì của phần thi thiết kế vương miện sẽ là 12.000 đồng tiền mặt, quà tặng từ các nhà tài trợ, kỷ niệm chương và bằng chứng nhận từ ban tổ chức. Nhà thiết kế Nguyễn Trần Đăng Khoa với tác phẩm Empower Heroin Wings chính là tác phẩm giành được bình chọn nhiều nhất của khán giả trên hệ thống fanpage của chương trình. Có thể thấy rằng Wing of The Grand không chỉ giành được sự yêu mến tuyệt đối từ quý vị khán giả mà còn chinh phục được các ban giám khảo của cuộc thi. Và chính bởi sự đầu tư nghiêm túc đó, Wing of The Grand đã trở thành chiếc vương miện danh giá dành cho tân hoa hậu Hoa hậu Việt Nam 2023. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời Hoa hậu Hà Kiều Anh và Miss Grand Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân sẽ trao giải tác phẩm được yêu thích nhất cho nhà thiết kế Nguyễn Hoàng Khang với chiếc vương miện Wing of The Grand. Của chúng ta nhận đến được 2 giải thưởng quý vị ạ. Đầu tiên là giải thưởng tác phẩm được yêu thích nhất. Dạ vâng ạ, với giải thưởng tác phẩm được yêu thích nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 5.000 đồng tiền mặt và quà tặng từ các nhà tài trợ, kỷ niệm chương và bằng chứng nhận từ ban tổ chức. Cảm ơn bạn đã xem tin hotbot trên kênh YouTube Lavion. Hãy nhấn like để lại bình luận và chia sẻ nếu bạn thích video này. Và đừng quên subscribe cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung săn sáo, sôi sào mới nhất nhé.